Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 5 của ban chỉ đạo, sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trực thuộc Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh dự phiên họp. Các báo cáo ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt sát sao, tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, các thành viên ban chỉ đạo, công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ trên cả 6 nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Trong đó, công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp có nhiều tiến bộ. Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào sự ổn định, phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Một số nơi đã có cách làm mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong từng lĩnh vực, phù hợp với điều kiện ở địa phương, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hạn chế bởi thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, kỷ luật kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm chưa được xử lý kịp thời. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ 3 ưu tiên, lưu ý các bộ ngành địa phương cần tập trung trong công tác cải cách hành chính hiện nay. Đó là rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, rà soát những thủ tục mà người dân doanh nghiệp cần, rà soát lại đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ và có biện pháp xử lý phù hợp. Cần kiên quyết bãi bỏ những quy định rườm rà, khuyến khích đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, không ban hành thêm các văn bản để cản trở, làm tăng chi phí tuân thủ cũng như khả năng phát sinh tiêu cực.